Tết nhất á, cần lựa cái tấm tiền nào mới mới đặt vô chơi giùm chị đi. Lựa cái tấm 1.000 đó của mình luôn rồi. Lựa tấm khác đi. Đặt 2.000 đi. Rồi, rồi, cua gì hả ơi? Ok, có cua luôn ha. Đây, gom tụi này. Rồi, đặt tiền vô đi mấy đứa. Đặt vô đây. Đặt đi, đặt đi. Cho 2.000 vô nè. Ủa, sao dân này mày không chơi hả anh? Chơi đi. Đây. Còn 500 cuối cùng. Triệu hồi thằng bầu cua về nhập vô vũ thành. Lần này là nhập thiệt rồi đó, chứ không phải giả đâu. 500 này đập vô bầu. Sao mấy ông thần này rảnh dư ta? Có ngựa kêu cái là nhập liền à. Tết nhớ cần đặt 1.000 giùm chị coi. Chứ 500 đồng này nhà nước mình đâu còn sản xuất nữa đâu. Chị em hết tiền rồi. Tao còn. Anh em mình hùng mày thắng nhớ chi tao. Ừ. Rồi dạ, lát đây dạo. Lát đây dạo. Lát đây dạo. Con cua. Vậy mà la được thằng bồ cua nhập. Rồi nhập thiệt chứ không phải nhập giả đâu. Tạm tao 11 mất hết 500 đồng rồi. Hai con gà luôn kìa. Trời gà. Ơi, con gà mới là hai con gà. Không hết được chứ. Rồi lấy tôi vào nè, 4.000. Chị Thảo, em đặt 1.000 ra hai con gà là 2.000. Ok, rồi nè, trúng quá tụi này. Rồi lúa về, lúa về. Cua không? Đó là tụi này đó. Con này bạn ngon nghe của tôi. Bà nội lâu thì ra chơi vậy. Ông nội ơi, nước miếng chân mặt tôi tùm lum. Tôi nói rồi, bữa nay con nay gồng anh xui lắm. Ông coi đặt con khác đi. Đặt con khác gì kìa. Dạ cho ông đặt con nay nữa. Xui dữ vậy trời. Trời ơi, chỗ tụi em đang chơi bầu cua mà anh chạy vô hỏi sao làm hết hồn luôn á. Vô chơi bầu cua tụi em anh Vinh. Trời dám có ngàn à. Ồ, cờ bạc đừng rủ anh. Ví dụ như giờ Tết em có chơi vui đi thì em đặt kẹo. Chứ đặt tiền gì. Thì anh Vinh có mấy ngày Tết hả mà anh chơi đặt kẹo. Phải chơi đặt tiền chứ. Bộ em còn tiền nữa Thanh. Quên. Mình hết tiền hả bạn ơi. Này, để mình kể bạn nghe này nè. Thanh này á, mùng 4 Tết trong túi nó có 5.500 đồng nó qua chơi bầu cua à. Thôi nhiều, thua nhiều sao mày. Thôi thôi, bây giờ dẹp đi. Không, không có được anh ơi. Sớm giờ chơi thua quá trời ơi, giờ phải chơi tiếp. Mới có cơ hội gỡ lại vốn chứ. Đúng rồi, cơ hội gỡ lại. Trời ơi, thấy chưa các bạn. Ta nói cờ bạc là bác thằng bằng đâu có sai. Đó là lý do làm sao mà cứ sau mỗi dịp Tết cái có rất là nhiều người phụ nữ cầm vàng dòng đi Tết tiệm cầm đồ. Hoặc là có một số ông đàn ông á, ổng bán đất, bán nhà. Quý cờ bạc đó nó nhập vô người của mấy đứa này rồi nè. Quý gì vậy? Không quý gì. Quý gì vậy? Quý cờ bạc nhập thiệt mà. Cờ bạc mà em có thắng thì lúc đó cảm xúc em như thế nào? Thì em vui chứ sao anh? Để em chia sẻ cho anh nghe này nha. Ví dụ bạn đầu tiên đặt 2.000 đi. Em thắng. Em rất là vui luôn. Bài thứ hai em tăng đô lên chứ. Em đặt 5.000 à, tiếp tục thắng. Đó là em thấy em hên rồi đó phải không. Giấy thứ ba em đặt 10.000. Nói chung á em thấy em hên. Là em đặt tiền nhiều lên à. Để chú có lời chứ anh. Thôi cái thua dán mắt trắng hết trơn luôn à. Rồi cái đó là lúc thắng các bạn thấy quỷ nó cũng nhập. Rồi cái lúc thua thì quỷ nó cũng nhập. Cái lúc thua cảm xúc làm sao. Lực lắm anh. Muốn lên quý áo luôn mà. Dán đầu tiên đúng không. Em đặt 1.000. Đó. Em cứ nghĩ trong đầu á, mình sẽ thắng. Nhưng không, nó thua. Tới cái ván thứ hai nè bạn. Đó, mình đặt 2.000. Đúng. Mình hy vọng cái ván thứ hai này sẽ thắng. Gỡ gạt là cái bạn đầu thua. Đúng rồi. Tiếp luôn. Tới cái ván thứ ba đó, mình tức. Đúng rồi. Mình tức. Phải tức chứ anh. Mình đặt 5.000. Đó. Tiếp luôn. Lúc đó mình tức lắm mày. Mình nóng máu trong người. Mình tức. Trong người mình nào có bao nhiêu cái gian hết đó luôn. Cái mày thua luôn. Thôi, anh em tâm sự mày này nè. Năm nay tao thấy mày xui dữ lắm rồi đó. Thôi mày về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi chơi đâu nữa. Mày thua tới nỗi mày tháo luôn cái bộ xe mày bán là tao thấy sợ mày rồi đó. Trời ơi. À, anh gọi lại cho em.
Quà Tết em cũng chuột nó dài à. Cái buôn xe của thằng Vũ Thành thấy gớm vậy mà không nghĩ cũng có thằng nào thu mua nữa trời. Em nè anh, em thu mua cái buôn xe của Vũ Thành á. Hóa ra là mày hả? Thấy chưa các bạn, bắt đầu là có tháo bô ra bán rồi đó, quỷ nhập rồi đó. Anh nói em nghe nha, ngày hôm nay cái clip này em khỏi cần phải tham gia luôn. Em đi về nhà em ngồi thiền cho anh để mà trục xuất cái con quỷ cờ bạc nó ra khỏi người mày. Để em đi theo về nhà Vũ Thành canh nó cho. Chứ không thôi buông ra đi chơi nữa. Thôi anh cũng không tin em đâu. Vậy? Ngáo. Dạ. Đệ tử ruột của mình nè các bạn, anh giao cho em ngày hôm nay ha, qua nhà Vũ Thành trói hang này lại niệm chú làm sao trục con quỷ cờ bạc trong người hai nó ra ngoài cho anh. Thấy chưa? Anh cứ để cho ngáo pháp sư này lo. Mình đi bác mày hồng hàng bay đi theo tao. Đi qua đây. Hôm nay tao sẽ trị hai con quỷ trong người cho tụi bay ra. Muốn dẹp hay là chơi tiếp? Chơi tiếp thì mua kẹo về chơi. Chịu không? Chơi bầu cua này nè, càng đông càng vui. Em thấy nhiêu đây là chưa có đủ đâu. Để em rủ thêm mấy bạn trong xóm nữa, lại chơi chung cho nó vui. Rồi rủ càng đông càng vui. Rồi rủ đi. Đi rủ đi. Mùng 4 này bạn nào còn nhà cứ rủ hết ra đây cho anh. Mình đã gom tất cả trẻ em trong xóm này vào mùng 4 Tết có mặt tại cái sân của Tony TV để chơi bộ bầu cua siêu to khổng lồ đây. Để cái bộ bầu cua này xuống cho anh. Mấy em muốn đặt kẹo và anh chị nào trong đây thì em cứ để cái số kẹo đó vào trong cái gương mặt đó, rõ chưa? Dạ rõ. Thanh niên này có hiểu anh nói gì không vậy? Dạ hiểu. Rồi. Chơi khoảng 5 gián 10 gián gì đó hết kẹo là nghỉ. Bây giờ bắt đầu gián đầu tiên. Đặt đây. Gom vô đặt. Ngọc đặt ai? Đặt thanh chè nè. Thanh chè rồi. Thanh chè bữa nay nó bị bệnh rồi các bạn ơi. Em cầm quay phim nha. Rồi để em quay cho anh ơi. Ngọc quay phim nha các bạn. Đặt anh Vinh chứ chú Vinh á. Trời ơi nó nặng dữ vậy ông nội. Lắc mạnh lên anh. Vậy ok chưa? Dạ ok. 1 2 3. Anh Vinh nè, Thanh chè nè, Tiểu Hương nè. Rồi còn lại nhiêu gom hết? Từ tụ của ngáo nhiều quá gom. Đây cái gỗ của mình đây nha các bạn. Đó. Vào rồi. Nãy có đánh gì vậy? Vậy là anh Thanh. Ủa? Trời ơi. Sao không ai đặt ngá tiên chân vậy trời? Trời ơi lỗ rồi. Bốn cục rồi, giải quyết xong tụ của Vũ Thâm. Ba cục đó nè, rồi ba cục kia nữa. Rồi lỗ luôn rồi ông nội ơi. Ờ đặt tiếp nè. Rồi. Dán này cái tốn kẹo bắp quá. Phục thù lại coi. Phục thù lại nha. Đây đây. Dán tiếp nè anh. Đẩy lại. Dán hai này à. Phục thù đi. Kìa chị đặt ai? Đặt anh Vinh chứ chị Phương tiếp. Rồi. Anh đây. Anh tiếp tục đặt anh Ngáo nữa. Đó. Lần này là anh có hy vọng là anh ăn nè. Rồi lắc đi anh ơi. Lắc đi anh mạnh lên. Rồi cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Cho thở một cái. Lắc mạnh quá. Dở lên đi anh ơi. Gì đây? Ê, Vũ Thành kìa. Vũ Thành. Cái này đâu phải dễ dàng mà lắc xí ngầu mà nó ra được cái thế này. Đó. Vũ Thành nè. Vũ Thành. Nãy em đặt gấp đôi luôn nè anh. Thôi bây giờ thua nào tôi chung trước cái đó luôn đi cho lẹ nè. 5 cục kẹo bắp vô khứa này trước. Vũ Thành nè. Thanh mỏ chè này nhiều chưa hả? Có không Phương không? Con Phương. Có. Phương. Phương không có chị Thảo. Gom luôn, gom luôn. Đây 2 3 4 5 đủ luôn. Rồi, xong. Đặt đi, đặt đi. Chưa chưa mình đặt luôn các bạn. Anh Vinh nè. 3 cục cho mình nè. Anh Ngáo đi. 5 cục cho anh Vinh. 2 cục cho anh Ngáo. Đưa luôn ra đây lắc. Lắc cho. Mệt quá. Một kẹo vậy hả? Mệt quá. Anh nói hả? Anh nói lắc đi. Lắc đi. Nó lắc mà cái đít nồi đập vô mặt mày không à, lắc xa xa ra. Mạnh lên. Rồi. Từ từ nha, từ từ nha. 1 2 3 Ai biết đặt nè.
anh là lông nữa rồi. Nè, Thanh, Tiên, Phương còn nhiêu gom hết. Cái tổ con gáo nè. Trời ơi, gom gì? Trời ơi. Tin tưởng như Thanh là được rồi. Anh ơi, đừng có đặt anh gáo nữa. Một cục mà trời. Má Tiên, con cục mà trời. Ai đâu rồi, đối xứ tệ, trời hả? Trời, một cục. Để vô đi, em đẩy ra đi. Đây, 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 đặt đây. Hai cột. Rồi em ba cột. Đặt em ba cột hai thôi. Cột đây nè. Không có xỉu vậy. Này, em lắc cái nữa không? Thôi, mày lắc hơn nữa này, mày lắc xui. Hùng lên, lắc cho anh trên đây. Rồi, lắc đi Hùng. Ra đây. Không chạy. Thôi thằng ơi. Anh thằng ơi, nó mới nói em lắc không nổi rồi Hùng. Sao không nổi mày? Rồi, lắc đi em. Lắc cho tao coi. Rồi, lắc đi. Né ra nè nghe. Không nói thiệt rồi. Ê, lắc con cái mà đập cũng bể cái đầu. Nè chuẩn bị nè. Chuẩn bị nghe. Về đây, về đây. 1, 2, 3. Hai chị Thảo. Hai chị Thảo. Chị Thảo đặt 5 cục mà xuất hiện 2 chị Thảo là mình sẽ chung gấp 2 lần tức là 10 cục. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 cho thêm cục luôn. Rồi xong tụ của anh Vân. Rồi. Cục này của ai? Cục này lấy 4 cục. Lời được nhiêu đây nha các bạn. Rồi đặt đi mấy em ơi. Dán này có ai muốn đỡ lại ảo không? Đặt nha, anh ngáo đi. Anh ngáo nè, tự tưởng anh ngáo. Rồi đặt đi nha. Em đặt kẹo nhiều nhiều vô coi. Nè hồi nó ra đó. Đi. Hết bọc luôn. Đi anh ơi. Mà hút cái bánh bông lan nó anh chia cho mày một cái. Đi anh ơi. Lại gì đây? 1 2 3. Coi vô đàn. Coi vô đàn. Trời ơi. Nó đặt ngá tiền, trúng ngá tiền luôn rồi. Kiểu này phải chung ngược nó lại 5 cái bánh bông lan nữa. Mà giờ không có bánh chung cho nó 5 trái bắp nha. 1, 2, 3, 4, 6 trái luôn. Đây chung cho ngá tiền nè. Ngáo không co lấy bình ngáo lắp qua Vũ Thanh nè. 2, 4, 6. Em có đặt anh Vinh. Đúng rồi đó, chị cũng đặt nữa. Thôi rồi, không đặt anh Vinh là lố rồi. Chụp một nha. Trời ơi. Lấy 6 cột. Đó ra nè. 6 cột. 4, 5, 6. Đủ nha. Đâu rồi. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Rồi đặt đi, đặt đi, đặt đi. Rồi chơi vô Thanh nhiều chứ hả? Rồi vô Thanh luôn nè. Vậy em lắc cho. Nãy giờ 5 bàn không dính với bạn nào luôn á. Lớn lên đừng có liên quan gì tới đám bài đám bạc nha mày. Rồi em lắc nha. Ra nè. Từ từ. Người ta ơi. Một, hai, ba, giả. Dạ. Gì đây? Chú Thanh nữa kìa. Em hai cái được bàn. Thảo hai cái nữa nè. Nhân hai. Nhỏ này hên dưới ta. Từ từ. Cái tay ơi. Trời chứ nè nhìn mệt rồi. Lỗ quá lỗ rồi. Rồi có mấy tụ kia đi anh ơi. 2, 4, 6 cục nè. 2, 4, 6 cục lắp vô lỗ của Ngọc trước nghe Ngọc. Dạ. Rồi giờ mình cho Ngọc nè. Còn đây là khoảng 20 cục đúng không? Á Tiên lần nào nó đặt cũng có 2, 3 cục kẹo à trời. Nó chê Tiên dễ không nổi ơi. 2, 4, 5. Rồi cái đống này là lắp qua bên cho Vũ Thanh nha. Nè. Quá trời luôn rồi. Nè tự chia đây, tự chia đây. Anh Hùng ơi anh còn nhiêu kẹo không? Anh còn 5 cục. Trời kìa. Đủ nè chị Thảo ơi. Thấy cái thằng nhỏ hồi nãy giờ thấy không? Nó đặt cái cục bánh rau câu vô là tao thua đó. Rồi đặt đi, dán này dán nữa nghỉ đó. Đặt đi. Ừ. Em đẩy nắp vào đây, em đẩy nắp vào đây. Đẩy nó lại. Cầm em đặt nhiều, em đặt mấy cục. Cho em đặt 6 8 9. Rồi cũng đi anh. Rồi bỏ một cái. Rồi. Em đặt vô ai? Dạ em đặt vô anh Vinh đây, đặt vô anh Vinh đây. Thằng này nó đặt vô tôi nè, được nè. Để tôi luộc kẹo nó. Dọn kẹo lại cho. Cái này nhiều dữ à ta. Quá trời mệt rồi. Để cho Ngọc vô lắc đi, anh Vinh quay phim cho. Ngọc vô lắc đi. Rồi Ngọc vô đi. Nó ho mù kê nó chảy nè các bạn ơi. Quá mệt rồi. Lắc nha. Lắc đi. Trời ơi, trời ơi, được rồi, từ từ.
hai từ 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 trời đất ơi ra mình giùm cái hai ba hai thằng Vũ Thanh từ từ nha, hai Vũ Thanh để ngay đây đi, đó là khỏi lộn xộn. Rồi tiếp theo tên Ngáo, Ngáo để đây đi. Gái còn vô gom về anh Vinh. Gom bỏ trong mâm mình đây. Trời ơi, rồi trời ơi. Rồi tới rồi. Bỏ vô tiếp anh. Chút xíu nữa về mở cái tết băng kẹo luôn. 6, 8, chán ngày lại à Ngọc ơi, lại à Ngọc ơi. 12, 14. Trời ơi, cái bánh bông lan của con nhỏ này Ngọc ơi. Ngon ăn bánh nữa. Ăn không nhai không giờ bình luận muốn hết nổi luôn rồi. Đây đặt đây để anh vui vậy. Anh Vinh ơi, đang vô anh kìa. Ủa nãy gì vậy? Cái núi. Cái này gì? Cái này đặt thanh đó hả? Tưởng bãi rác công cộng không đó. Lấy cái bọc ra đây, trời ơi. Lấy bọc ra đây. Lấy bọc ra nè. Trời ơi, quá trời nhiều rồi. Ơi. Thôi. Mày xui lắm. Thôi thằng ơi, giỡn hoài kìa. Mày xui lắm. Em gái nè, em là ốm nhất ở trong cái xóm này đó. Nay mùng 4 Tết, mình chưa có kịp ốm lại nữa. Là bị ông Tony này chụp quê nữa rồi. Chẳng lẽ bây giờ mình bó về luôn chứ. Em lên trên này em lắc cho anh Vinh ơi. Cái này nó nhẹ lắm, nó không có nặng đâu. Lắc cho này. Em. Rồi. Rồi để xuống, em để xuống cho Vinh đi. Từ từ em đi về chỗ đi, em đi về chỗ đi. 1. Lên thùng đúng ba cậu. 2. Giả lên đây. Giả nè. Tiểu Phương. Chị Thảo, chị Thảo, anh Vinh với cô Ngáo gom qua đây. Thôi mày lấy luôn gỗ luôn đi mày. Kéo luôn rồi kìa. Trời ơi, trời ơi, mấy cái đứa nhỏ này ra đây, ra đi. Đẩy qua đây, đẩy qua đây. Trời ơi, Tiểu Phương nha. 1, 2, 4, 5, 3 chộp, rồi đủ 3 chộp nè. 3 chộp gom đây. Á Tiên bên đây là 20 cục. 6 nè, 8, 10 15 20 rồi đủ nha. Hôm nay là của cái nè đó. Trời ơi, cái đem ra một rổ chơi xong đem vô còn có một bụm mà. Ê cu nu gom cầm này nhét vô túi giúp anh ơi. Trời, anh nhét đi anh đây đó. Nãy chơi vui không cưng? Vui. Hồi nãy biết vậy anh đặt theo cưng rồi đó. Ông nội ơi, kêu diễn viên đứng hình đây chào tạm biệt khán giả nè. Trời, ông đứng đó ông đè gái ông quay phim không mà. Trời, chết luôn rồi. Rồi nè, sao chơi thắng hay thua em? Dạ thắng. Em đã thằng nhỏ cái gì đặt bánh bông đan khiến Vinh bị sặc đó hả? Đó hả? Bánh dở quá. Ơi video mùng 4 Tết chơi bầu cua ở trong sớm của Tony TV đến đây là kết thúc nha mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ yêu thích cái clip này. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên để cho team Tony mình có thêm động lực. Và hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo. Em đợi máy mà em chờ đất. Trời ơi. Đợi luôn bà. Mày đợi rồi, rồi. Tôi đợi nha đẹp. Quá trời, nó đợi rồi, từ từ. Nè. Cùng số 6. Chưa. Cái đợi con 47 nha. Bảy anh Vinh ơi, 7 chục. Anh Vinh 7 chục. 7 chục rồi. Kinh rồi. Kinh rồi. Tao chờ ba con nè, 48, 20 với con 39. Nó không chịu ra để hụng kinh luôn kìa Ngọc. Thằng ơi, tức nó lên lạnh kẹo luôn rồi kìa. Mày Ninh. Chơi thu dễ quạo dữ trời. Trời ơi, kinh rồi nè anh Vinh. Dò giùm em đi hàng 70 á. Dò với đó nè mấy đứa ơi.